Hello, xin chào mọi người. Hôm nay mình chia sẻ tiếp cho các bạn con Axolotl của mình. Hiện tại con này nó bị đặt trước cái bị con Axolotl Adasan kia nó cắn cho trụi sừng nên lúc đó giờ nó bị xì chết à. Nó không có thức ăn, nó không ăn thường xuyên nữa. Đấy. Và cái thân hình của nó cũng bị gầy bớt đi so với hồi xưa. So với cách đây tầm khoảng 1 tháng thì là thân hình nó khá là đẹp á. Hiện tại thì có thể nó không có ăn được á, nên là giờ mình sẽ cho nó ăn trùng chỉ, trùng đỏ đông lạnh. Đây này, để coi nó có ăn lại để nó hồi sức không, chứ mấy con những cái viên nó những cái viên thường mình nhà cho nó ăn những cái viên đồng những cái viên chuyên cho những con axolotl nó ăn á, thì nó không ăn nữa. Và bây giờ mình sẽ phải cho nó ăn con trùng đỏ này để coi nó ăn lại để nó có lấy sức khỏe, chứ nó mà không ăn được tầm 1 tuần nữa là nó chuẩn bị đi với ông bà luôn. Hy vọng nó sẽ ăn được tốt thôi, ăn lại được thì nó sẽ được lấy lại sức khỏe. Chứ hiện tại thì mình thấy so với 1 tuần, 2 3 tuần trước thì mình thấy nó cái thân hình của con này nó bỏ ăn tầm 1 tuần lẻ là nó gầy bớt luôn, chân tay nó éo hẹp luôn. Ăn đi rồi cho có sức nữa. Chứ hiện tại là quá quá là gầy. Nuôi mấy con này mà đến lúc mà nó cái một thời mà nó bỏ ăn đi á, tầm khoảng 1 tuần 2 tuần lễ là nó chuẩn bị đi ông bà luôn. Nó gầy thấy xuống sức thấy rõ luôn. Cái dáng của nó, tay chân nó ốm yếu luôn. Hy vọng là nó ăn được lại thì nó lấy lại sức khỏe được tốt. Hiện tại thì những cái viên chuyên dành cho Axolotl nó ăn á, thường thì mình cho nó ăn tầm ngày ngày 2 3 viên á, nhưng mà từ dạo này mình không thấy nó ăn luôn mà. Nên là phải đổi thức ăn khác cho nó ăn, như là cái viên viên trùng đỏ đông lạnh đấy. Chứ nó không ăn nữa là tầm khoảng 1 tuần lễ nữa là nó dễ xuống. Những cái viên này nó có một thời đến lúc mà nó bị chết là nó không ăn được nữa là mình phải đổi thức ăn liền cho nó, chứ không là mấy con này mà nó không có ăn được là mình thấy nó không có, nó gầy gò nó yếu lắm. Nó ăn mà trùng đỏ mà nó ăn vô miệng mà thấy giờ nó cũng phun ra gần hết rồi. Đấy. À, ăn sao mà nó phun ra một nửa hết luôn. Ăn đi, ăn chịu khó ăn vô thì với tồn tại được, chứ không ăn là mày không ăn là người mày gầy thông gầy teo luôn á, người nó mệt luôn á. So với đợt trước thì đợt này nó thấy nó gầy hơn hẳn luôn á, chân tay của nó từ lúc là bị con mái kia bị con mái kia nó cắn cho trụi 3 cái sừng bên này nè. Đấy.
bơi không nổi luôn. Ăn nữa không? Cho em ăn một viên nữa đi. Đấy cho khó ăn vô dứt vô chiến đi cơ. Đấy. Mấy cái con trùng đỏ mày này mà không ăn được nữa là chuẩn bị đi với ông bà thôi. Ăn tốt đó, ăn xong ăn xong rồi nó cũng phun ra gần hết rồi. Đó. Hai viên đấy, giờ nó những con trùng mà nó đông lạnh ra thì nó lúc mà tan là nó nát ra như vậy, nó ra thành thành sợi sợi thì nó con này nó không thích ăn đấy. Đây mình cứ để như vậy, nó đói là nó sẽ tự khắc nó ăn này. Hy vọng nó ăn được thì tầm mai mốt thì nó sẽ đỡ hơn được, nó sẽ khỏe hơn. Vâng, cảm ơn các bạn đã theo dõi clip về con Axolotl. Hiện tại thì cái sừng của nó vẫn chưa có hoàn thiện khi nó mới bị cắn tầm 2 tuần lễ. Vâng, cảm ơn các bạn đã theo dõi clip này của mình. Xin chào, hẹn gặp lại các bạn những clip tiếp theo. Bye bye.